Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin tối ngày 28 tháng 11 Và xin chúc quý khán giả buổi tối vui vẻ Buổi tối hôm nay chúng ta lại đến với những bản tin Và bản tin đầu tiên liên quan đến đất nước Trung Hoa Trung Quốc những ca mới liên tục được lập đỉnh Người dân biểu tình liệu có thể tiếp tục chính sách Zero Covid Số ca nhiễm Covid-19 tại Trung Quốc đã vọt lên tới 40.000 ca trên một ngày theo số liệu Ủy ban Y tế Quốc gia công bố ngày 28 tháng 11, Đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp, Bắc Kinh ghi nhận kỷ lục về số ca bệnh trong một ngày. Trong khi các ca số nhiễm mới sẽ tiếp tục gia tăng, các cuộc biểu tình cũng đang xảy ra trên khắp các thành phố lớn ở Trung Quốc. Để phản đối việc phong tỏa theo chế độ chế độ Covid mà chính phủ đã theo đuổi gần 30 năm nay. Số ca nhiễm mới tăng ngày càng cao. Trung Quốc đã báo cáo kỷ lục thứ năm liên tiếp 40.347 ca nhiễm Covid trong đó có 3.822 ca có 6.525 ca không có triệu chứng. Ủy ban quốc tế quốc gia cho biết hôm 28 tháng 11. Tính đến ngày 28 tháng 11, 104 trường hợp xác định là nghiêm trọng, với 7 trường hợp tử vong được ghi nhận cho đến nay. Tất cả các bệnh nhân tử vong đều trên 80 tuổi và có bệnh lý kèm theo. Theo một nhà dịch tễ học, làn sóng này có nguy cơ tạo gánh nặng cho hệ thống y tế và nếu Trung Quốc thay đổi cách ứng phó, họ nên dành ít nguồn lực hơn cho xét nghiệm hàng loạt và dành nhiều nguồn lực hơn cho tiêm chủng và giáo dục cộng đồng. Các cuộc biểu tình phản đối các biện pháp kiểm soát đại dịch của Trung Quốc đã nổ ra ở Thượng Hải và các thành phố lớn cũng như khuôn viên các trường đại học và cuối tuần qua đã trở thành phép thử lớn nhất đối với chính sách Zero Covid của chính quyền Bắc Kinh. Sự thách thức công khai hiếm khi xảy ra ở Trung Quốc, đặc biệt là nhắm vào chính quyền trung ương đáng cộng sản cầm quen. Các cuộc biểu tình chủ yếu bùng phát sau hỏa hoạn ở dân cư Urumi, thủ phủ của khu vực Tân Cương, khu vực Tân Cương vào tuần trước, khiến 10 người thiệt mạng và 9 người bị thương. Thảm kịch đã gây ra sự phẫn nộ lan rộng trên internet và nhiều người tin rằng các hạn chế phòng dịch Covid đã ngăn các nạn nhân thoát thân. Ngày hôm sau, hàng trăm cư dân giận dữ xuống đường ở Urumi Yêu cầu chấm dứt lệnh phong tỏa đã ngăn cản 4 triệu dân cư rời khỏi nhà trong họ trong 100 ngày. Tính đến ngày 26 tháng 11, các nhà chức trách Tân Cương đã công bố rằng các hạn chế về đại dịch sẽ được dỡ bỏ theo từng giai đoạn nhưng không thể ngăn chặn các cuộc biểu tình lan rộng trên các thành phố giàu có nhất của đất nước. Và trong giới sinh viên trẻ nhấn mạnh sự thiếu kiên nhẫn và bất bình tĩnh của ngày càng gia tăng của công chúng sau gần 3 năm xảy ra đại dịch. Tại Bắc Kinh và các nơi khác người dân tụ tập Để phản đối các biện pháp hạn chế Và các cuộc xét nghiệm COVID lặp đi lặp lại Nhiều buổi công nguyện và biểu tình Nhỏ cũng đã được tổ chức Tại các trường đại học Ở Bắc Kinh, Tây An, Nam Kinh, Trùng Khánh Và Thành Đô Tại thành phố Thành Đô Tại thành phố Thượng Hải ngày 28 tháng 11 Chính quyền đã dựng rào chắn xung quanh khu vực trung tâm thành phố Thắt chặt an ninh sau những cuộc biểu tình Vậy chính sách Zero COVID Thay thế hay là lên thay đổi 3 năm sau khi ví dụ sắc Covid-2 xuất hiện ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Quốc. Trung Quốc vẫn là quốc gia duy nhất không coi Covid là dịch bệnh đặc hữu áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với cuộc sống hàng ngày của hàng trăm triệu người trên khắp đất nước. Chính sách zero Covid của Trung Quốc đã giữ số người tử vong ở khắp mức thấp so với nhiều quốc gia và các cơ quan chức này nói rằng chính sách này đã phải được duy trì để cứu mạng sống đặc biệt của những người cao tuổi do tỷ lệ tiêm chủng rất là thấp. Đặc biệt, tại quốc gia tỷ lệ tiêm chủng chưa cao như Trung Quốc, việc duy trì chính sách Zero Covid sẽ đòi hỏi những biện pháp khắc nghiệt và tiêu tốn rất nhiều tài sản, trong khi nền kinh tế nước này đang chịu thiệt hại ngày càng nặng. Do đó, theo một số chuyên gia trong nước, Trung Quốc có rất ít lựa chọn ngoài việc thả lần 3 năm. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc chưa đưa ra đạo chỉ đạo chính thức cho những vụ biểu tình xảy ra cuối tuần vừa rồi. Tuy nhiên, Larry nhà kinh tế trưởng về Trung Quốc tại Macquarie, cho biết nếu không có hướng dẫn rõ ràng từ cấp trên, các quan chức địa phương có xu hướng giữ an toàn bằng cách tuân theo lập trường hiện có. Và trên đây là bản tin về Trung Quốc. Tiếp theo chúng ta cùng đến với bản tin liên quan đến chính sự Ukraine. Nga thay đổi chiến thuật trên không khiến Ukraine khó trở tay. Một cựu đô đốc của Hải quân Mỹ cho rằng quân đội Nga đang giành ưu thế trong cuộc chiến trên không Nhận định này được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Zelensky kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào không phận ở Ukraine khi Nga tiếp tục tấn công các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của các nước này. Bằng một vụ phóng tượng hàng loạt tên lửa, trong hai tuần qua, Moscow đã tung ra làn sóng tấn công lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái cảm tử để kể từ khi xung đột xảy ra. Đô đốc đã nghỉ hưu James Stavridis, hiện là phó chủ tịch của tập đoàn Kali, cho rằng có hai cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, một là trên bộ, một là trên không. Bất chấp việc Ukraine đã giành được nhiều một số bước tiến trong mặt đất và vài tháng qua, Nga vẫn đang chiến thắng trên không. Trong một đánh giá đăng trên trang Twitter cá nhân, ông Stavridis nói Ukraine câu chuyện về hai cuộc chiến, một trên bộ, hai trên không người Ukraine đang thắng trên mặt đất cũng như người Nga đang thắng ở trên không và đang phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Một quan chức cấp cao của nầu năm góc thừa nhận Nga đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine mà cho đến nay đã ngăn cản quân đội Nga giành toàn quyền kiểm soát bầu trời. Theo Erosia Tham cho rằng các máy bay chiến đấu tiên tiến của lực lượng hàng không vũ trụ như Su-30 và Su-35 rất hiệu quả và gây thiệt hại lớn cho các quân đội Ukraine trong suốt một cuộc chiến. Điều này đã được thể hiện rõ ràng từ những dữ liệu về tổn thất tài sản phòng không của cả hai bên. Trong đó, thiệt hại của Ukraine lớn hơn nhiều so với Nga. Chưa kể, lực lượng không quân Nga cũng áp đảo Ukraine về số lượng với tỷ lệ 10 hoặc 12 một. Trước khi xung đột nổ ra, kho máy bay chiến đấu của Ukraine bao gồm 30 chiếc Su-27 và khoảng 50 chiếc MiG-29 cũng có thể được sử dụng. Theo Os, một trang blog chuyên gia theo dõi thiệt hại chiến tranh tính đến thời điểm hiện tại Ukraine mất 10 năm chiếc MiG-29 và 5 chiếc Su-27 còn Nga mất một chiếc Su-35 s và một chiếc Su-30 SM Mỹ và châu Âu đang tìm kiếm trong kho dự trữ vũ khí từ thời chiến tranh lạnh cũng như những hệ thống phòng không tiên tiến như Sam cho Ukraine nhưng các chuyên gia nói rằng cuộc xung đột trở thành trò chơi của những con số theo vũ điệu tăng câu phòng thủ và tấn công và nhiều vấn đề tiềm ẩn sẽ phát sinh khi giao tranh kéo dài liệu nga đang thay đổi chiến thầu thuật tấn công chiến lược phòng thủ ngăn chặn xâm nhập của ukraina từng phát huy hiệu quả ở giai đoạn đầu nhưng sau đó quân đội nga đã dần thích ứng và tìm biện pháp đối phó phù hợp nga bắt đầu sử dụng một loạt máy bay không người lái uav cảm tử được cho là có nguồn gốc từ iran sản xuất những UAV cảm tử đã mang lại rõ cho Moscow giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí thay thế cho máy bay không người lái, người lái cũng như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đắt đỏ. Chúng được cho là đang làm cạn kiệt kho vũ trữ tên lửa đối không vốn đang khan hiếm của Ukraine. Các lực lượng đã sử dụng chiến thuật UAV bay đàn nhằm vào các mục tiêu quan trọng của Ukraine như kho đạn, vũ khí. Quân đội Nga được cho là đã triển khai 5 UAV trở lên cùng lúc thực hiện một cuộc tấn công. Trong một số trường hợp, con số này lên đến 12 chiếc. Kể từ đầu tháng 10, Nga đã chút hàng loạt tên lửa và đạn pháo từ trên bầu trời để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine. Mục tiêu của chiến lược này nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ukraine khi mùa đông đến. Đây là nơi Nga giành ưu thế, theo nhận định của Đô đốc Stavidis đã chỉ ra. Và bản tin tiếp theo cũng liên quan đến vấn đề Ukraine. Nga có dấu hiệu rút quân khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine. Nếu Nga thực sự rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, đây sẽ là một bước ngoặt lớn trong cục diện xung đột Nga và Ukraine. Theo Guardian dẫn cho Cotin, giám đốc điều hành công ty năng lượng quốc doanh Ukraine Interlocosom, ngày 27 tháng 11 cho biết, có những dấu hiệu cho thấy Nga chuẩn bị rút quân khỏi nhà máy điện Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Trong những tuần gần đây, chúng tôi nhận được thông tin có dấu hiệu cho thấy họ có thể chuẩn bị rút khỏi nhà máy. Ông có nói, ông giải thích thêm có nhiều thông tin truyền thông Nga rằng Moscow nên rời bỏ nhà máy, trao lại quyền kiểm soát cho năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA. Nếu Nga thực sự chuẩn bị rút khỏi nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraine, đây sẽ là một thay đổi lớn trong cục diện chiến sự tỉnh Zaporizhia, nơi Nga đang kiểm soát một phần và chiến tuyến hầu như không xê dịch trong nhiều tháng qua. Nhà máy Zaporizhia nằm ở thành phố Enesudat, tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine và là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với tổng cộng 6 lò phản ứng. Quân đội Nga đã kiểm soát khu vực này từ giữa tháng 3, kể từ đó nhà máy được nhà máy được vận hành bởi các kỹ thuật viên Ukraine nhưng chịu sự giám sát của binh sĩ Nga Việc Nga duy trì hoạt động nhà máy nhằm cung cấp điện cho vùng lãnh thổ Moscow và kiểm soát Ukraine tiến tới cho bán đảo Crimea. Ukraine và các đồng minh phương Tây cáo buộc Nga đưa binh sĩ và khí tài đến nhà máy Zaporizhia, nơi biến nơi này thành căn cứ quân sự. Trong khi đó, Moscow cảnh báo nguy cơ thảm họa hạt nhân do lực lượng Ukraine pháo kích. Nhà máy, theo thỏa thuận IAEA, đã cử chuyên gia thanh sát viên tới nhà máy để đánh giá mức độ an toàn phóng xạ. Khi được hỏi liệu có quá sớm để Nga rút quân khỏi nhà máy Zaporizhia hay không, ông Kotin nói rằng lực lượng Nga sắp rời đi, Nga hiện chưa bình luận về những thông tin trên. Đầu tháng này, Moscow rút quân khỏi Kherson, thuộc tỉnh Kherson lân cận Zaporizhia. Moscow cho biết nếu quyết định này nhằm bảo toàn tính mạng cho binh sĩ và người dân Ukraine phản công mạnh, trong khi đó Nga tăng cường các cuộc tập kích tiền lửa, các cuộc tập kích tiền lửa diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng trên khắp Ukraine. Các đợt tập kích từ đầu tháng 10 đến nay đã diễn ra một nửa hạ tầng năng lượng Ukraine hư hại. Nam hàng triệu người rơi vào cảnh mất điện, mất nước. Tổng thống Ukraine Zelensky hôm qua cảnh báo tuần tới sẽ rất khó khăn bởi Nga chắc chắn sẽ tiến hành một đợt tấn công bằng tên lửa. Các lực lượng phòng thủ của chúng tôi đang sẵn sàng, cả nước đang sẵn sàng. Chúng tôi đã vạch ra tất cả các kịch bản, bao gồm cả với đối tác của chúng tôi, ông Zelensky có nói. Trong bối cảnh chiến sự tiếp tục căng thẳng, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko kêu gọi Ukraine đàm phán vô điều kiện với Nga nhằm chấm dứt xung đột. Sai lầm của người Ukraine của ông Zelensky là vi phạm các nguyên tắc cơ bản của đàm phán, đặc biệt khi đối thoại với Nga. Các vị không thể đưa ra các điều kiện trước đây. Hãy ngồi xuống đàm phán và đưa tất cả các điều kiện đó. Nguyên tắc thứ hai là thỏa hiệp, ông Lukashenko có nói. Và bản, tin, và bản tin tiếp theo cũng là bản tin liên quan đến đất nước Hoa Kỳ. Nghị sĩ cấp cao Đảng Cộng Hòa lên tiếng về thông tin Mỹ có thể cắt viện trợ cho Ukraine. Hai nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Miss Tuller và Miss Scow khẳng định quan điểm ủng hộ cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng yêu cầu dự giám sát tài chính chặt chẽ hơn. Hai hạ sĩ cấp cao cấp của Đảng Cộng Hòa bác bỏ những tin đồn rằng phe đa số Hạ viện của đảng sẽ cắt viện quân sự cho Ukraine. Tôi nghĩ rằng nước đảng có đều có chung quan điểm ủng hộ cho Ukraine. Theo RT, cả hai dường như không quá no nắng đến xung đột Ukraine kéo dài. Hạ nghị sĩ F. Scott còn yêu cầu Washington cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine. Nga đã nhiều lần cảnh báo Mỹ về làn danh đỏ nếu gửi vũ khí tầm xa cho Ukraine, bao gồm tên lửa đạn đạo trang cho bị hệ thống HIMARS. Crimea không phải là lãnh thổ của của Nga được quốc tế công nhận Ukraine có tấn công Crimea cũng hoàn toàn là hợp lý Chính phủ Mỹ muốn tránh theo ta có nói Trên đây là những bản tin buổi tối ngày 28 tháng 11 Và xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm lắng nghe Nếu quý khán giả thấy hay hãy cho một chia sẻ một like và một lượt đăng ký kênh Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại